Dương Mịch bị fan tẩy chay giữa lúc bế tắc trong sự nghiệp. Ở tuổi 35, Dương Mịch bị fan tẩy chay trong khi gặp bế tắc trong sự nghiệp. Người đẹp dường như không thể tìm ra lối thoát và tạo ra bất lực. Dương Mịch mới đây đã bị fan trợ mặt khi xác nhận tham gia dự án phim cổ Trang Kiều Tàng. Người hâm mộ cảm thấy Dương Mịch đang bị gia hành lợi dụng danh tiếng và điều này không mang lại lợi ích cho nữ diễn viên. Mấy năm gần đây, Dương Mịch đã đóng rất nhiều phim thần tượng cổ Trang, từ tam sinh tam thế thập lý đào hoa cho đến Học Châu Phu Nhân sắp lên sóng đều chung một thể loại. Thật có để tưởng tượng Dương Bịch đã 35 tuổi mà vẫn đóng một hai bộ thần tượng cổ trang mỗi năm. Ở độ tuổi này, nhiều nữ diễn viên đang tìm kiếm sự ứt phá và chuyển mình, tận dụng danh tiếng hiện tại để tìm những dự án tốt, đồng thời phấn đấu để không làm mất đi giá trị của mình. Tuy nhiên, Dương Bịch dường như chưa làm được điều đó. Từ những bình luận trên Weibo có thể thấy, fan của Dương Bịch rất hy vọng cô có thể nhiều dự án điện ảnh và truyền hình hơn đặc biệt là mạng điện ảnh để trở nên nổi bật trong ngành. Bà nội thiên hạ đã dành cả thanh xuân cho những bộ phim thần tượng và trong mắt fan thì điều này chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của Dương Mịch. Tuy nhiên người hâm mộ không có quyền lực nên họ chỉ có thể thể hiện ý kiến ở khu vực bình luận trên Weibo. Họ tuyên bố sẽ tẩy chay các phim thần tượng mà Dương Mịch tham gia trong thời gian tới. Quả thực fan của Dương Mịch đã nhìn được vấn đề mà thần tượng mình gặp phải. Dù độ nổi tiếng của cô trong những năm gần đây rất tốt, liên tục trở thành hot search, nhưng đa số đều liên quan đến gu ăn mặc và ngoại hình đẹp của nữ diễn viên. Mọi người ít đề cập đến kỹ năng diễn xuất của Dương Mịch, các tác phẩm cô tham gia cũng không được nhắc đến. Với một nữ diễn viên thì điều này rất nguy hiểm. Khán giả chỉ nhớ đến bạn nhờ vẻ ngoài, nhưng ngoại hình sẽ không thể theo chúng ta cả đời. Một khi xuống sắc, Dương Mịch hay những nữ diễn viên khác sẽ bị khán giả lãng quên. Người hâm mộ lo lắng về điều này nhưng Dương Mịch chưa có động thái nào để chuyện mình có lẽ cô ấy đang bất lực trước nút thắt của trai này. Một số fan cho rằng nếu Dương Mịch có thể đóng phim của những đạo diễn nổi tiếng như Trương Nghệ Mưu thì đây chính là sự bứt phá. Tuy nhiên xét thực lực và kinh nghiệm làm việc hơn chục năm qua của cô ấy, điều này không hề dễ dàng. Dương Mịch giờ đã qua 35 tuổi, không còn trẻ. Ở giai đoạn này nhiều nữ diễn viên thực lực hơn cô đã nổi tiếng và Dương Mịch không có nhiều lợi thế trước họ.